mẫu đồ chơi nữa, đó là con khủng long khè lửa có đèn luôn, hai đèn màu đỏ ha. Ở đây mình review đèn sáng quá mình tắt. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho bạn xem thêm một cái mẫu đồ chơi nữa, đó là con khủng long khè lửa ha. Khủng long bạo chúa. Cái sản phẩm này nó có mã số là NO 806E. Rồi mời các bạn xem chi tiết ha. Kích thước hộp nó khoảng có 26, cao lên 22, 23 các bạn. Và bề ngang của cái hộp có 13 cm. Khi các bạn mua sản phẩm này về, các bạn tháo hộp ra nè. Đó, các bạn tháo hộp sản phẩm này ra thì các bạn lấy ra thì bên trong sẽ có hai cái này. Thứ nhất là hai cái cánh nè. Tiếp theo đó là nó sẽ có cái đuôi. Thì chúng ta lắp cái đuôi vào. Đây, ở đằng ngoài sau nó có cái khớp nè. Chúng ta đẩy khớp vô. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lắp cái cánh vào. Cái cánh này nó cũng có khớp nha các bạn. Đó, chúng ta lắp hai cánh này vào. Chúng ta đẩy mạnh vào. Đây, có khớp đây, chúng ta đẩy vào. Đó, chúng ta ngã cốc. Rồi nó sẽ vô cánh này ha. Bên này nó cũng vậy nè các bạn. Đó. Rồi, và sản phẩm nó sẽ vô. Các bạn nhìn từ xa ha, nó cũng đẹp ha. Rất là dễ thương ha, rất là dễ... nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi, sản phẩm nó sẽ hoạt động cách nào? Ở đây nó sẽ dùng 4 viên pin các bạn. Ba viên pin các bạn, sản phẩm này dùng 3 viên pin. Đó, các bạn lắp 3 viên pin vào ha. Pin này sử dụng pin con ó đỏ. Sau khi các bạn lắp vào thì bạn nên nắp lại. Các bạn muốn dặn ốc cũng được, không dặn cũng được, tại vì cái sản phẩm này á, như dặn ốc thì nó cũng cứng rồi chứ nó không rớt ra đâu các bạn. Rồi, các bạn tháo này ra. Rồi các bạn bằng ốc lại. Rồi. Ở trên này có một công tắc nữa các bạn. Công tắc. Đó. Hết chúng ta mở công tắc lên sản phẩm nó đi nè. Nó đi nó sẽ phát cái tiếng nhạc đèn các bạn ha. Đó. Cái cánh nó sẽ quạt các bạn nhìn nè. Đó, cánh quạt cái đuôi lúc lắc ha. Đây thứ nhất là cái cánh nó sẽ quạt nè. Nó hoạt động được. Hai chân hoạt động ha. Cái đuôi đây, cái đuôi nhúc nhích. Đuôi nhúc nhích các bạn ha. Trên đầu của con khủng long nó sẽ có màu, có đèn led ha, đèn xanh nè. Cái miệng của con khủng long nó sẽ có đèn luôn, nó đèn màu đỏ ha. Ở đây mình review đèn sáng quá, mình tắt các bạn xem nè. Đó, bạn xem ha. Đi nè. Đi được các bạn. Đi được, rất là dễ thương, rất là dễ chơi ha. Đi được các bạn. Rất là hấp dẫn. Thì các bạn cảm thấy đẹp thì các bạn lấy về buôn bán. Còn ba mẹ không thấy hay thì mua về cho chúng ta chơi ha. Chi tiết sản phẩm và kích thước em có để trên website á, anh chị và các bạn vào đó anh chị và các bạn xem ha. Màu mã rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là hấp dẫn. Thì khủng long á nó có nhiều mẫu mã lắm, từ từ em sẽ cập nhật hết cho các bạn và anh chị xem. Nếu mà mẫu mã nào đẹp thì lấy về bán, hay thì mua về chúng ta chơi. Hết pin chúng ta thay pin đây. Rồi chúng ta tắt, chúng tắt ha. Đó, nó chức năng lên trên nó cũng vậy thôi, đuôi lúc lắc nè, cánh quạt và nó có đèn led. Hết pin chúng ta thay pin ha. Cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.